Senbei là bánh gạo Nhật Bản, thường được dùng để đãi khách hoặc ăn với trà xanh, nghĩa đen là bánh gạo rang. Không giống như hầu hết các loại senbei, bánh quy truyền thống của Nhật Bản, cứng và giòn, loại senbei độc đáo này mềm và ẩm, trong khi nước tương có hương vị, độ mặn của chúng cũng có một chút ngọt. Chúng được gói riêng, vì vậy chúng là một món ăn nhẹ hoàn hảo để chia sẻ và đi du lịch. Senbei là món ăn nhẹ từ bánh gạo ở Nhật Bản, và onigiri là cơm nắm được làm với tất cả các loại nhân và hương vị khác nhau. Món ăn nhẹ này kết hợp cả hai bằng cách cho chúng tôi senbei hình onigiri. Hương vị là nước tương đơn giản, nhưng món ăn nhẹ mặn bao gồm một cú đấm ngon. Có hai senbei được bao gồm để bạn có thể chia sẻ với một senbei với bạn bè. Theo xu hướng, Purpan Petit là những loại senbei bánh gạo của Nhật Bản, gọn nhẹ và mặn, được làm từ 100% gạo của tỉnh Niigata. Những chiếc bánh gạo từ Majuya này được nướng đến độ hoàn hảo và phủ lên trên là muối, đặc biệt ngon từ Nhật Bản. Onigiri là một loại cơm nắm mềm, thường được phủ đầy một nguyên liệu gì đó như cá ngừ hoặc trứng cá. Những senbei này giống như một phiên bản cơm nắm mini, mang đến cảm giác giòn tan trong miệng của bạn. Senbei là món ăn nhẹ hoàn hảo cho trẻ em và người lớn, vì chúng có hương vị tuyệt vời mà không có một chút đường và chất béo như trong các món ăn vặt khác. Dango là bánh bao ngọt của Nhật Bản, được ăn quanh năm, kết cấu dai và hương vị khác nhau khiến chúng trở thành một món ăn thực sự đặc biệt. Chúng là một loại đồ ngọt truyền thống hàng ngày của Nhật Bản, rất hợp với trà xanh, đặc biệt là trà matcha. Hãy có cái nhìn sâu hơn về món tráng miệng Nhật Bản đơn giản nhưng rất hài lòng này. Người ta nói rằng những chiếc dango đầu tiên ban đầu được làm tại một quán trà ở Tokyo có tên là Kamo Mitarashi, nằm gần đền Shimogamo. Tên của những món đồ ngọt này được cho là lấy cảm hứng từ sự giống nhau của bánh bao với bong bóng tạo ra bởi nước tinh khiết. Sông Mitarashi chảy ở lối vào của ngôi đền. Các Mitarashi dango sử dụng để được phục vụ ban đầu xiên que với 5 phần, phía trên một đại diện cho người đứng đầu, hai cánh tay tiếp theo và cuối cùng là hai chân. Đây là loại dango phổ biến nhất, thường có ở các cửa hàng tiện lợi và siêu thị. Chúng được phủ một lớp siro mặn ngọt làm từ nước tương, đường và tinh bột. Anko dango là bánh bao dai được phủ nhân đậu đỏ anko và là một món ngọt truyền thống rất phổ biến được trẻ em và người lớn yêu thích. Trà dango là một loại dango có hương vị trà xanh phổ biến được bán quanh năm. Bokchan dango là một món ăn thú vị có 3 màu và hương vị: đỏ làm bằng bột đậu đỏ, vàng trứng và xanh trà xanh. Theo truyền thống, được làm vào mùa ngắm sakura, những dango này lấy tên từ hanami, hoạt động ngắm hoa anh đào, với hana có nghĩa là hoa sakura và mi là ngắm. Có 3 màu hồng, xanh nhạt và trắng, mô phỏng những bông hoa anh đào, món ngọt này được thưởng thức rộng rãi cùng bạn bè, đồng nghiệp hoặc gia đình trong các buổi dã ngoại hanami. Kinako dango được phủ bằng bột đậu nành rang mặn ngọt và có hương vị tuyệt vời với trà xanh. Nằm rải rác khắp Nhật Bản là các quầy hàng và cửa hàng dành riêng cho các món ăn nhẹ hình quả bóng nhỏ làm từ bột mì được gọi là takoyaki. Nhưng bạch tuộc thái hạt lựu taco, bột tempura, tenkatsu, gừng nở ngâm chua, venesoga và hành lá, takoyaki là món ăn đường phố tuyệt vời. Chúng được nấu trong chảo có khuôn đúc đặc biệt và thường được phục vụ trong các gói 6-10 miếng, được đánh với mayonnaise và nước sốt takoyaki. Takoyaki đi kèm với một lớp rong biển, aonori và vảy cá ngừ lên trên và gắn liền với thành phố Osaka. Đơn giản nhất, takoyaki là những viên bột mì làm chín thành từng viên nhỏ trên đĩa nướng đúc vuông. Tuy nhiên, bột được làm bằng bất kỳ loại nước dashi nào của Nhật Bản như bonito hoặc kombu tảo bẹ.
Takoyaki không hẳn là takoyaki nếu không có bạch tuộc. Bạch tuộc được sử dụng được luộc hoặc cách thạch lụ. Mặc dù bạn sẽ thấy một số nơi sử dụng bạch tuộc băm nhỏ để thay thế, tuy nhiên cũng không nhất thiết phải dùng bạch tuộc, và trên thực tế bạn có thể tìm thấy nhiều nơi sử dụng xúc xích, chả cá, nấm, thịt xông khói, tôm, bánh cá và nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Thêm tenkatsu giúp takoyaki có vị đậm đà hơn. Nó cũng sẽ làm viên có thêm một chút giòn cho món ăn khi cắt qua lớp kem bên trong của takoyaki. Gừng đỏ ngâm chua benisoga được thêm theo một cách tương tự cho takoyaki tăng vị cay. Để tăng thêm độ đẹp mắt, người ta cũng cho thêm cả hành lá. Nước sốt đặc biệt cho takoyaki được phủ lên trên những viên để tạo cho chúng một hương vị thơm ngọt. Một ít sốt mayonnaise Nhật Bản có độ ngậy và ngọt như kem của riêng nó. Ngoài ra còn có rắc, ao nori, cá la hán và katsuobushi, cá ngừ bào khô giúp hoàn thiện món ăn. Ao nori mang đến cho takoyaki một hương thơm hấp dẫn đặc biệt. Ngắm nhìn những viên cá ngừ nhảy múa do sức nóng của lò nướng làm cho takoyaki một điểm nhấn tuyệt vời với hương vị của nó. Và sau đó là bắp cải. Ngoài trừ Osaka, hầu hết mọi nơi đều bao gồm bắp cải, từ Kyushu ở phía tây xa xôi đi qua các vùng khác của Kansai, Bắc Hyogo, qua Kanto và đến Tohoku và Hokkaido. Thực tế là ở mọi nơi bạn đến, mọi người đều sử dụng nó trừ Osaka. Takoyaki có một người anh em họ nổi tiếng, Okonomiyaki, một loại bánh kếp có vị mặn mà chúng tôi đã giới thiệu ở phần trước. Tên có nghĩa là những gì bạn thích, nấu theo cách bạn thích và được nấu với bất kỳ nguyên liệu nào bạn muốn, được làm bằng bột, bạch tuộc và bắp cải. Okonomiyaki có một số điểm tương đồng với takoyaki, nhưng nhiều người ở Osaka coi việc gọi takoyaki là chỉ là đơn thuần của okonomiyaki hình viên tròn. Takoyaki thậm chí còn nổi tiếng ở nước ngoài, ở Đài Loan, ở đó wasabi, tẩm nước sốt xanh và mayonnaise là nét đặc trưng, trong khi ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, các chuỗi cửa hàng tiếp tục kinh doanh khá tốt. Hộp bento là một phần thiết yếu của văn hóa Nhật Bản, có rất nhiều loại hộp bento, bao gồm cả hộp làm bằng tay được chế biến với tình yêu sử dụng thực phẩm theo mùa, loại cao cấp do các nhà cung cấp dịch vụ ăn uống thương mại làm, và tất nhiên là hộp cơm ekipen phổ biến được bán tại các nhà ga. Mọi người ở Nhật Bản đều có những kỷ niệm đẹp về những hộp bento, và hộp bento khiêm tốn ngày nay đang dần khẳng định tên tuổi cũng như văn hóa của mình trên khắp thế giới. Thời đại Edo chấm dứt nội chiến và mở ra thời kỳ hòa bình kéo dài, với mọi người hiện nay có thể sống trong thanh bình, hộp bento đã trở nên phổ biến và nhanh chóng phát triển thành nhiều loại khác nhau. Đi xem hát là một trò tiêu khiển phổ biến trong dân gian ở thời đại Edo, và vì vậy những người đến rạp sớm được thưởng thức một dạng bento đặc biệt được gọi là makunoichi. Có một số giả thuyết về nguồn gốc của thuật ngữ makunoichi, nhưng có vẻ như rất có thể nó được thiết kế để ăn trong khi tấm màn gọi là maku hạ xuống sau khi kết thúc màn đầu tiên, trước khi tăng trở lại để bắt đầu của màn thứ hai. Hộp cơm makunoichi ban đầu có nhiều cơm hơn so với phiên bản hiện đại. Điều này cho thấy rằng gạo là nguồn cung cấp năng lượng chính cho người dân vào thời Edo. Ngoài ra, các nắm cơm được làm tròn, có lẽ để dễ ăn hơn trong một không gian hạn chế và cũng để nhanh chóng trước khi màn kéo lên cho màn tiếp theo. Ekipen có nguồn gốc từ thời Minh Trị, khi sự phát triển đường sắt phát triển mạnh mẽ như một phần động lực quốc gia chung cho sự thịnh vượng kinh tế và một lực lượng quốc phòng mạnh mẽ. Ban đầu, ekipen là một bữa ăn đơn giản, không hơn một viên cơm trắng bọc onigiri bọc trong bao tre. Ý tưởng về du lịch dựa trên đường sắt đã được phổ biến bởi chiến dịch khám phá Nhật Bản trùng với hội chợ triển lãm Osaka năm 1970. Ekipen sớm nổi tiếng như một loại bento đặc biệt với cảm giác tự làm, thường được chế biến từ các nguyên liệu địa phương và thường có đặc sản địa phương và phản ánh khía cạnh du lịch của khu vực địa phương. Thời kỳ hậu chiến với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng đã tạo ra một ngành công nghiệp sản xuất bữa ăn hàng loạt mới, điển hình là hộp cơm bento và bữa ăn nấu sẵn tại các cửa hàng tiện lợi và siêu thị. Ngược lại, điều này có tác dụng nâng cao giá trị của bữa ăn bento nhà làm.
Một trong những loại hình nổi lên vào thời điểm này là Kairaben, một loại bento được thiết kế giống với một con vật dễ thương hoặc nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Kairaben được đặc trưng bởi sự sắp xếp thức ăn thông minh như táo cắt hình thỏ hoặc xúc xích hình bạch tuộc. Các cửa hàng tiện lợi là thiên đường cho những người dân đang đói và bận rộn của Nhật Bản. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều món ngon để lựa chọn, chẳng hạn như Nikuman, bánh hấp nhân thịt. Nikuman hay bánh thịt là phiên bản tiếng Nhật của baozi, bánh hấp Trung Quốc. Trong khi nhiều loại được làm từ thịt lợn, Nikuman có thể có nhiều loại khác nhau, từ bánh thịt lợn tiêu chuẩn đến bánh nướng cay kiểu Hàn Quốc đến sô-cô-la. Nhiều loại được bày bán trong các cửa hàng tiện lợi và siêu thị là những loại theo mùa, có sẵn một khoảng thời gian giới hạn hàng năm. Dưới đây là một số loại Nikuman tiêu chuẩn bạn có thể tìm thấy trong các cửa hàng tiện lợi trên khắp Nhật Bản. Cơ bản thì nó có thể tìm thấy ở mọi cửa hàng tiện lợi. Utaman là một món bún thịt heo hấp với thịt heo băm ướp gia vị, hành tây và đôi khi là măng. Những chiếc bánh này có các biến thể riêng từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, vì vậy chúng là một món ăn nhẹ hoặc bữa ăn nhẹ thú vị để so sánh trong chuyến đi của bạn. Có sẵn theo mùa tại Family Mart, Tomboroman hoặc bánh bao thịt lợn on là một loại bánh cuộn lớn hơn khá phổ biến ở Nagasaki và vùng Kyushu của Nhật Bản. Mỏng hơn một chút so với Nikuman thông thường, nhưng những lát thịt lợn dày bên trong rất thơm và mềm. Bạn có thể tìm thấy Tomboroman tại Family Mart trên khắp Nhật Bản vào thời điểm hiện tại, nhưng hầu hết các cửa hàng và quán ăn ngon ở Kyushu sẽ có bán chúng cả năm. Như bạn có thể đoán, Pizzaman là bánh pizza hấp, nhưng bánh pizza phổ biến, những chiếc bánh này là món khoái khẩu của trẻ em và người lớn. Tùy thuộc vào cửa hàng bạn ghé thăm, bạn có thể tìm thấy pepperoni, rau, marinara, phô mai hoặc thậm chí bánh pizza gà nướng. Cà ri Nhật Bản, cà ri Ấn Độ, Thái cà ri, curry man thường bánh hấp vàng đầy với một nước sốt cà ri ngon mà có thể hoặc không có thể chứa thịt. Bạn thậm chí có thể tìm thấy bánh cà ri thịt cù nếu bạn kiểm tra một số cửa hàng tiện lợi nhỏ hơn trong khu vực. Hãy cẩn thận, những chiếc bánh này có thể hơi cay hoặc cay nhiều, vì vậy hãy xem kỹ ký hiệu trước khi gọi món nếu bạn không phải là người thích ăn cay. Mời các bạn tìm hiểu ngay các khóa học Kaiwa từ sơ cấp, trung cấp đến Business Kaiwa, các khóa học luyện thi từ N1 đến N5. Đăng ký tại Facebook Tiếng Nhật Một Thầy Một Trò hoặc kc.com. Qua hình thức học trực tuyến, một giáo viên, một học viên với giáo viên Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.